bạn nên tiêm vaccine COVID-19. Đây là lý do tại sao. Xin chào, đây là văn phòng bác sĩ. Tôi có thể giúp gì được bạn? Xin chào, tôi muốn biết về vaccine COVID. Tôi có nên tiêm không? Để tôi gọi bác sĩ cho cô. Anh ấy có thể nói thêm về vaccine COVID-19. Xin chào, đây là bác sĩ. Tôi rất vui vì cô gọi điện để tìm hiểu về vaccine COVID. Vaccine này rất an toàn và có thể giúp cô không bị COVID-19. Không có lý do gì để lo lắng về việc tiêm vaccine hàng triệu người trên thế giới đã tiêm vaccine và có rất ít tác dụng phụ. Cô không thể bị nhiễm COVID từ vaccine. Nó hoạt động rất tốt và giúp cơ thể cô chiến đấu chống lại virus. Cảm ơn bác sĩ. Giờ tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và gia đình. Gọi cho văn phòng bác sĩ của bạn hoặc hội đồng y tế để tìm hiểu về cách tiêm vaccine COVID-19. Để biết thêm thông tin về vaccine, truy cập www.cdc.gov.coronavirus.vaccine.